Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hay coi thường, hay bỏ đi những gì là cũ. Ví dụ như cái áo bị cũ, chúng ta bỏ đi, mua áo mới. Cái nhà cũ, xấu, xuống cấp, chúng ta đập đi, chúng ta xây nhà mới. Hay là cái xe nó cũ rồi, chúng ta bán đi, đổi xe mới. Nói chung là thường là cái gì cũ, chúng ta hay bỏ đi và thay cái mới. Cũ không có giá trị. Tuy nhiên, có những cái cũ mà rất có giá trị. Có giá trị không hệ tại ở việc nó cũ, nhưng mà cái cũ đấy, cái cổ xưa ấy, nó chỉ cho mình hay nó mang lại cho mình một điều gì vượt quá tầm của mình, một chỉ cho mình một cái gì đó rất tuyệt vời mà qua cái cũ đấy, qua cái cổ đấy mà mình khám phá ra. Còn lấy ví dụ, khi chúng ta xem những phim cổ xưa ấy, hay có những cái tình tiết là người ta khám phá ra một cái bản đồ rất là cũ, rất là nát, rất là xấu. Nhưng mà trong cái bản đồ ấy, nó chỉ cho người ta thấy kho báu. Và nếu xem phim thì chúng ta thấy nhiều khi tranh nhau vì các bản đồ đấy. Cái bản đồ ấy nó giá trị không phải bởi vì nó cũ, không phải vì nó xấu, nhưng mà bản đồ nó giá trị vì nó có khả năng chỉ cho người ta cái kho báu. Và qua cái bản đồ đấy mà người ta khám phá được kho báu, người ta có được cái vật chất, người ta có được tiền, người ta có được bạc, vân vân. Nên cái giá trị của bản đồ nó không hệ tại ở cái việc còn nó cũ hay nó mới, mà cái giá trị của cái bản đồ nó chỉ cho người ta cái kho báu. Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Con lấy cái hình ảnh đấy để có thể nói kinh Mân Côi cũng giống như thế. Có một số người nói là kinh Mân Côi cũ rồi, thường rồi, bởi vì bao nhiêu năm nay chúng ta đọc kinh Mân Côi, nhất là quan niệm của các ông, các anh, những người mà xem ra hơi hiện đại một chút, mình không đọc kinh Mân Côi nữa, trên tay mình không cầm chuỗi nữa. Nhưng mà chúng ta đừng quên, kinh Mân Côi tuy cũ, tuy xưa, tuy cổ, nhưng mà kinh Mân Côi mang lại chúng ta rất nhiều giá trị, luôn luôn mới mẻ, luôn luôn có giá trị. Và ngày hôm nay mùng 7 tháng 10, chúng ta mừng biến cố đặc biệt, nhưng gợi ý đầu thánh lễ là người Công giáo đã chiến thắng người Hồi giáo ở Vịnh Lơ Pông. Nhờ lần chuỗi Mân Côi mà quân Công giáo của chúng ta đã chiến thắng một cách ngoạn mục. Đương nhiên giáo hội không dừng lại cái chuyện mừng một cái chiến thắng trần gian, nhưng muốn nói là sức mạnh của kinh Mân Côi vượt tầm người ta nghĩ. Nói đến kinh Mân Côi, sức mạnh kinh Mân Côi, chúng ta cũng nhớ đến Thánh Đa Minh và các anh em của Ngài.
ra sức dùng hết khả năng của mình để chống lại bè rối Anbizoa, tức một cái lạc thuyết. Bao nhiêu khả năng của mình bỏ ra cũng không ăn thua gì cả. Đến một ngày Đức Mẹ hiện ra nói với Thanh Đa Minh, hãy dùng chuỗi kinh Mân Côi, đọc kinh Mân Côi. Và nhờ đọc kinh Mân Côi mà bao nhiêu người đã trở lại và bè rối gần như là tan rã. Nên sức mạnh của kinh Mân Côi người ta không thể tưởng tượng, không thể nghĩ có một cái sức mạnh ẩn tàng ở kinh Mân Côi được tuyệt vời như thế. Chỉ có chứng minh qua các thánh, chứng minh qua giáo hội. Nên cái việc cổ kính của kinh Mân Côi không phải cổ kính để bỏ đi, nhưng mà là cổ kính luôn luôn mới lạ, cổ kính mang lại kho báu cho người ta. Thánh Louis de Montfort, ngài có những nói những câu rất tuyệt vời. Nếu người ta mà đọc kinh Mân Côi hàng ngày, suy gẫm kinh Mân Côi hàng ngày, thì có những cái giá trị biến đổi cuộc đời của mình mà nhiều khi mình không thể tưởng tượng nổi. Nếu bạn trung thành đọc kinh Mân Côi cho tới chết, tôi chắc chắn rằng dù tội lỗi đến mức nào thì bạn cũng sẽ lãnh triều thiên vinh quang. Nếu trung thành đọc kinh Mân Côi thì cho dù chúng ta tội lỗi như thế nào thì chúng ta cũng chắc chắn lãnh triều thiên vinh quang. Lời của Thánh Louis de Montfort. Và cái này cha Sở Ars cũng khẳng định chuyện này. Rồi ngài nói tiếp, cho dù bạn ở trên bờ vực thẳm kết án, cho dù một chân của bạn đã ở trong hỏa ngục, cho dù bạn đã bán linh hồn cho ma quỷ như các phù thủy làm ma thuật, cho dù bạn là người theo tà giáo bướng bỉnh, chẳng chóng thì chạy, bạn sẽ được hoán cải, sửa đổi cách sống và cứu được linh hồn nếu bạn chân thành lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày cho tới chết, với mục đích muốn biết sự thật và muốn ăn năn sám hối tội lỗi mình. Còn nói một vị thánh nói rất mạnh, nếu ngay cả khi chúng ta đã một chân ở trong hỏa ngục rồi mà chúng ta vẫn còn bám vào chẳng chuỗi Mân Côi, trung thành lần chuỗi Mân Côi, thì chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng vinh quang nước trời. Nên tại sao kinh Mân Côi lại có giá trị như thế? Dạ xin thưa, bởi vì kinh Mân Côi tuy đơn giản nhưng mà chứa đựng những điều vô cùng vĩ đại. Lời đầu tiên chúng ta đọc kinh Mân Côi, kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà. Đây là lời chào của sứ thần mà chúng ta nghe trong bài tin mừng. Khi nói Thiên Chúa ở cùng ai là một cái lời mà nhắc nhở người đó có một sứ mạng đặc biệt trong Kinh Thánh. Còn ở đây khi nói Thiên Chúa ở cùng bà, liền sau đó chúng ta biết là Đức Giêsu đã ngự vào trong lòng Đức Mẹ. Lòng Đức Mẹ trở thành hòm bia chứa đựng ngôi lời. Nên lời chào Đức Chúa ở cùng bà là một lời chào mà chào mừng một vị Thiên Chúa đến với nhân loại, ở cùng nhân loại, và vị Thiên Chúa này có khả năng mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Nên kính mừng Maria, Đức Chúa ở cùng bà, một lời chào rất tuyệt vời. Rồi sau đó chúng ta đọc lời của bà Elizabeth, em là người có phúc hơn mọi người phụ nữ. Mẹ có phúc vì mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu. Mẹ có phúc vì mẹ đã cho Chúa Giêsu gọi là ăn uống bú mớp. Nhưng mà mẹ có phúc theo như bà Elizabeth là mẹ đã tin. Nên một Thiên Chúa ở cùng mẹ, một Thiên Chúa mà mẹ cưu mang trong lòng, một Thiên Chúa mẹ cưu mang trong bàn tay của mình, và một người phụ nữ có phúc hơn mọi người phụ nữ khác. Rồi trong lời đáp chúng ta đọc tiếp, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con. Một người phụ nữ mà chúng ta ca ngợi trên môi miệng hàng ngày là mẹ của Thiên Chúa, là mẹ của Chúa Trời. Nên đọc kinh Mân Côi chúng ta dừng lại từng chút một chúng ta sẽ rất tuyệt vời. Thiên Chúa ở cùng mẹ, mẹ đứng đầy ơn phúc, mẹ hơn mọi người phụ nữ, và mẹ là mẹ Chúa Trời. Nên kinh Mân Côi tóm gọn tất cả những điều rất tuyệt vời trong đấy. Và rất nhiều các vị thánh, nhất là thông điệp Đức Giáo Hoàng đều nói, nếu chúng ta chịu khó đọc kinh Mân Côi và suy gẫm kinh Mân Côi theo các mầu nhiệm vui, sáng, thương, mừng, ấy là lúc chúng ta đang đọc tin mừng một cách tóm gọn. Tin mừng tóm gọn là gì? Suy Đức Giêsu từ lúc được sinh ra cho đến khi Ngài về trời, rồi sau khi về trời nữa. Nên khi đọc kinh Mân Côi là chúng ta đang đọc tin mừng tóm gọn. Nên đầu lễ con gợi ý, khi chúng ta đọc kinh Mân Côi, suy nghiệm các mục kinh Mân Côi, ấy là lúc chúng ta suy niệm về ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chính vì vậy mà kinh Mân Côi có một giá trị đặc biệt, giá trị mang lại
gọi là suy gẫm mầu nhiệm cứu độ để ơn cứu độ đến với mỗi người chúng ta, đến với gia đình của chúng ta. Chính vì vậy mà các Đức Giáo Hoàng luôn luôn kêu gọi người ta chịu khó đọc kinh Mân Côi, ca ngợi việc đọc kinh Mân Côi. Trong thông điệp về kinh Mân Côi năm 1883, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 khuyên người ta đọc kinh Mân Côi, thì Ngài nói như thế này: hãy chạy đến tìm nương ẩn bên mẹ Maria và nép mình vào cánh tay từ mẫu của mẹ trong thời khắc khốn cùng và khổ đau vẫn luôn là một nhu cầu khẩn thiết đối với người Công giáo từ xưa cho tới nay. Chạy đến với mẹ, nép mình vào bên mẹ, đó là nhu cầu của chúng ta, hay nói đúng hơn đó là quyền của chúng ta, bởi vì chúng ta có một người mẹ tuyệt vời như thế. Điều đó diễn tả niềm hy vọng chắc chắn và niềm tín thác không gì có thể chuyển lay mà Giáo hội Công giáo luôn đặt ở nơi mẹ với tất cả sự đúng đắn. Đức Trinh Nữ không vương tội nguyên được tuyển chọn để làm mẹ Thiên Chúa và được kêu gọi tham gia vào công trình cứu độ nhân loại luôn hiện diện bên con mình với niềm vinh hạnh lớn lao và thủ đắc một quyền uy siêu việt đến độ chẳng có bất cứ ai và cũng chẳng có bất cứ một thiên thần nào có thể sánh ngang mẹ. Nên mẹ có một cái quyền năng, hay đúng hơn là một cái uy thế đặc biệt ở bên Chúa Giêsu. Không có một thiên thần nào, không có một ai có thể sánh bằng mẹ. Nên chúng ta chạy đến với mẹ là một chạy đến một cái chỗ rất là tuyệt vời, rất là chắc chắn. Và Ngài nói tiếp là vì điều mà mẹ yêu thích nhất chính là cứu giúp tất cả những ai chạy đến kêu cầu ơn cứu giúp của mẹ. Mẹ và mẹ sẽ cứu giúp họ với tất cả sự trìu mến của mình. Nên hỏi mẹ yêu thích điều gì? Dạ xin thưa mẹ yêu thích điều mà chúng ta chạy đến xin mẹ cứu giúp. Bởi vì mẹ ngự bên tòa Chúa để làm gì? Dạ xin thưa để kêu cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta. Nên chạy đến với mẹ qua chẳng chuỗi Mân Côi, chạy đến với mẹ với lòng yêu mến, chắc chắn đấy là điều mẹ yêu thích. Và mẹ chắc chắn sẽ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Chắc chắn mẹ sẽ sẵn sàng lắng nghe hơn nữa lời cầu xin của toàn giáo hội. Vâng, theo một nghĩa nào đó, mẹ muốn được nghe những lời cầu xin ấy. Mẹ muốn được nghe những lời chúng ta dâng lên mẹ. Vừa rồi chúng ta giờ hành hương, nếu con nhớ không lầm, chúng ta có 876 ý chỉ xin Đức Mẹ truyền cầu cùng Chúa cho chúng ta. 876 ý nguyện. Và tạ ơn là 116 ý nguyện. Không sao cả, có nghĩa có thể là 876 hay là 1.000 hay 1.000.000 ơn mà chúng ta muốn xin cùng Chúa qua lời truyền cầu của mẹ, chắc chắn mẹ truyền cầu chúng ta. Đừng ngại xin Đức Mẹ nhiều, cứ bởi đến với Đức Mẹ cứ xin. Dạ xin thưa đúng, cứ xin. Bởi vì điều của mẹ, vai trò của mẹ là làm gì? Là truyền cầu cùng Chúa những ơn hay những lời xin của chúng ta đến với Chúa. Nên đừng ngại xin với mẹ, đừng ngại xin với Chúa. Miễn làm sao chúng ta xin với lòng tin tưởng, tín thác, cậy trông nơi Chúa và mẹ. Rồi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, Ngài có nhấn mạnh việc đọc kinh không chỉ cá nhân, nhưng mà đọc kinh gia đình, đặc biệt là kinh Mân Côi. Theo Ngài, sau cử hành phụng vụ giờ kinh, cao điểm nơi việc cầu nguyện chung gia đình có thể đạt tới, thì kinh Mân Côi phải được coi là một trong những kinh nguyện tuyệt hảo nhất và hiệu nghiệm nhất mà gia đình Kitô hữu được mời gọi để đọc. Trong tất cả các kinh thì kinh Mân Côi sau kinh phụng vụ các gia đình được mời gọi để đọc, bởi vì kinh này là kinh tuyệt hảo nhất, hiệu nghiệm nhất. Con vẫn nhớ và vẫn thích lời của Đức Giáo Hoàng hiện tại. Ngài nói là gia đình nào trung thành đọc kinh Mân Côi và gia đình nào danh Maria và Giêsu vang lên thì ma quỷ phải chạy trốn. Nói đây có nhớ đến những ngày mà Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette ở Lộ Đức, thì đó là những ngày mà gia đình đau khổ nhất. Càng đau khổ bao nhiêu thì gia đình lại càng lồng chuỗi đọc kinh bấy nhiêu. Lần chuỗi đọc kinh trong một cái nhà bé bé gọi là nhà tù, bởi vì gia đình Bernadette lúc đấy rất là nghèo, rất là khổ, nên người ta xếp cho trong một cái nhà mà để dốt những tù nhân gọi là casu, nghèo khổ bẩn bé. Nhưng mà điều tuyệt vời là cả gia đình đọc kinh Mân Côi to đến độ mà những người đi qua cứ tưởng là họ đang cãi nhau. Đọc kinh to đến độ mà vang lên ra bên ngoài,
người ta phải ngó vào xem là đang làm gì. Họ tưởng gia đình cãi nhau. Không biết đọc kiểu nào con không rõ lắm, nhưng mà đọc to như thế, vang lên. Và chính thời gian đấy, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Bernadette ở Lộ Đức năm 1858. Nên mỗi một gia đình chịu khó vang lên lời kinh Vân Côi thì điều mà Đức Giáo Hoàng là Phaolô VI đây là một kinh hiệu quả và rất là tuyệt vời. Chúng tôi thích nghĩ và thực hành và thành thực hy vọng rằng khi việc quy tụ gia đình trở thành một thời gian cầu nguyện thì kinh Vân Côi là một cách thức thường xuyên và hâm mộ của việc cầu nguyện. Chúng tôi quá biết rằng những điều kiện thay đổi trong cuộc sống ngày nay không giúp cho gia đình có thể dễ dàng quy tụ với nhau, và ngay cả việc quy tụ như thế có thể xảy ra thì nhiều hoàn cảnh lại làm cho nó khó biến thành dịp để cầu nguyện. Ngài cũng biết là khó mà có thể quy tụ gia đình đọc kinh. Ở đây là viết năm 1974, và có nghĩa ngày hôm nay cũng vậy, khó mà gia đình quy tụ nhau. Nhưng mà theo Ngài, không thể chối cãi được vấn đề khó khăn này. Thế nhưng đặc tính của Kitô hữu trong lối sống của mình đó là không chiều theo hoàn cảnh mà phải thắng vượt hoàn cảnh, không chịu thua mà là cố gắng. Ngài kêu gọi chúng ta cố gắng, mỗi gia đình đừng để thua hoàn cảnh. Đừng để thua hoàn cảnh, hãy cố gắng. Bởi thế những gia đình muốn sống trọn vẹn tầm vóc ơn gọi và linh đạo thích hợp với gia đình Kitô giáo cần phải dốc toàn lực trong việc thắng vượt những áp đảo ngăn cản những cuộc quy tụ gia đình và việc cầu nguyện chung, nhất là đọc kinh Vân Côi. Nên lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI từ năm 1974 có nghĩa cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đọc kinh riêng về kinh Vân Côi lần chuỗi tạ ơn Chúa, nhưng mà nên đọc kinh gia đình nữa. Và chúng ta có 1.000 lý do để không đọc kinh gia đình chung, nhưng mà như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, chúng ta được mời gọi để thắng vượt hoàn cảnh, đừng có thua hoàn cảnh. Có thể là bố không đọc, chồng không đọc thì mẹ và con đọc, người vợ không đọc thì bố và các con cái đọc. Miễn làm sao chúng ta có một người kính mừng Maria, có người thánh Maria thì sẽ tốt biết chừng nào. Và cứ đọc chúng ta sẽ thắng hoàn cảnh, và nếu không chúng ta sẽ thua hoàn cảnh. Nên xin Chúa qua lời truyền cầu Đức Maria ngày hôm nay, chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Vân Côi. Lời kinh rất đơn sơ, rất là dễ dàng, ai cũng đọc được, trí thức cũng đọc được, người mù chữ cũng đọc được, nhưng mà lại mang một hiệu quả rất tuyệt vời cho mỗi người chúng ta khi suy nghiệm về mầu nhiệm từ lúc Chúa Giêsu sinh ra cho đến lúc Giêsu chịu chết và sống lại. Và nhất là kinh Vân Côi, như lời của các thánh, mang lại những hiệu quả không ngờ mà chúng ta có thể lãnh nhận được khi mà trung thành đọc kinh Vân Côi. Nên xin Đức Mẹ truyền cầu cho mỗi người chúng ta yêu mến kinh Vân Côi và những ơn lành mà chúng ta có được qua kinh Vân Côi nhờ lòng chúng ta dâng lên Mẹ, yêu mến Mẹ mỗi ngày. Amen.